Thank you.
Sư cô trụng trì tại học trường đây cũng có nhỏ ý thỉnh tôi đến để trao đổi với chư Phật tử trong buổi nói chuyện về Phật pháp hôm nay. Một phần thì ở đây thường thường là chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ, thì tôi cũng giảng về pháp môn tịnh độ. Nhưng mà cái nền tảng của pháp môn tịnh độ đó thì nói nhiều lần cũng chưa hết nữa, vì nó rất chi tiết và rất sâu xa. Nếu chúng ta nắm vững nó thì cái niềm tin và sự phát nguyện của chúng ta mới vững chắc, và vấn đề dẫn sanh là vấn đề tối ưu quan trọng đối với chư Phật tử. Thành hôm nay tôi cũng giảng lại vấn đề tính hạnh nguyện, nhưng mà tôi đi sâu hơn, có thể giảng 4-5 lần thì ngay hết cái tính hạnh nguyện đó. Mỗi lần tôi đi sâu một chút, nếu đi liền thì chư Phật tử không nắm được, bởi vì cái tâm mình, cái xác thân mình và cái thân tâm mình nó rất phức tạp. Mà nếu chúng ta không nắm vững nó thì cái niềm tin về pháp môn tịnh độ chúng ta hồi hộp. Mà nếu niềm tin nó hồi hộp, nó không vững chắc thì sự phát nguyện nó không được tha thiết, nó không tha thiết. Thành hôm nay tôi cũng xin giảng lại về vấn đề tính hạnh nguyện, nhưng mà chúng ta đi theo chiều hướng sâu hơn và cũng có chưa hết đâu. Nếu thì tới nữa thì chúng ta có lẽ phải trở lại đi sâu hơn nữa, để cho Phật tử nắm vững cái con người của mình. Cái đạo Phật nó không có ở đâu xa, mà nó ở trong cái sắc thân không đầy 2 thước của chư Phật tử. Nhưng cái sắc thân này nó phức tạp lắm đấy. Cái sắc quẩn này chư Phật tử có thể dùng con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, mình có thể khái niệm nó, có thể nhìn thấy nó được. Còn bắt đầu tới cái thọ cảm thì hơi bắt đầu khó rồi đấy. Nó nửa sinh lý nửa tâm lý, sinh tâm vật lý. Còn cái sắc thân này hầu như là vật lý nhiều hơn. Rồi đi tới cái tư tưởng, cái ý chí tức là hành vững đấy, và cái thức vững thì ôi thôi, chư Phật tử phải có một sự thanh tịnh để mà cảm nhận lại nó, để mà cảm nhận lại nó. Thành ra chúng ta phải đi sâu vào pháp môn tịnh độ, nhờ duy thức học để giải thích cho chúng ta rõ ràng hơn. Thì đó là vấn đề khó khăn, mà duy thức không phải là dễ. Con người chúng ta rất phức tạp, chúng ta thấy cái máy vi tính đó, nó phức tạp vô cùng. Nó có nhiều cái đa năng, chúng ta kêu là đa năng đó. Nhưng mà không có toàn năng bằng con người. Con người không phải là đa năng mà là toàn năng. Thì nó rất khó đấy. Nhưng mà chúng ta cứ từng bước chúng ta đi vào đó. Nhưng trước khi đi vào bài giảng hôm nay thì tôi xin trả bài những cái kỳ trước. Tôi thì tính với chị hay giảng cái mới là phải ôn lại cái cũ, thì đúng ra mỗi người mỗi trả. Nhưng bữa nay tôi thấy cái mặt ai sáng suốt đó, thì tôi chỉ người đó trả. Thấy vậy không? Phải trả mà hiểu đó, thì tôi giảng cái mới, còn không thì phải giảng về cái cũ. Thấy không? Ai trả lời được đó thì tốt, không trả lời được thì phải cạo tóc thôi. Để nó tinh tấn. Thế mà tôi thấy được biến quá. Cái gì cũng do cho tôi hết. Vấn đề tu cũng do tôi, vấn đề giảng sanh cũng do cho tôi luôn, là không được cái vấn đề đó. Thành đã trả lời tức là mình phải có một sự suy gẫm, phải có sự tu tập. Nếu ai không từng nghiền ngẫm về pháp môn tịnh độ là không trả lời được. Người nào có nghiền ngẫm thì trả lời nó dễ dàng. Mà cái này là tôi đã giảng qua, nếu mà Phật tử có đi các Phật thất khác thì chắc lẽ 10-20 lần, chứ không phải 1 lần.
nhưng mà chúng ta hầu như chúng ta không có quan trọng. Chúng ta quá hồi hộp vì vấn đề sống chết của chúng ta. Đợi đến khi mà tử thần đến kêu gọi rồi chúng ta mới ra trời, nước đến chôn rồi chúng ta bắt đầu mới nhảy, thì tôi e thì nó không kịp. Tôi thấy nhiều Phật tử và Phật tử đây là có phước lắm. Tức là tôi thường kêu là mấy ông trời, mấy ông tiên mà bị mắc đạ thôi. Chưa biết bao nhiêu người bây giờ không có được rảnh rang mà vô đây ngồi như vậy. Không biết bao nhiêu người đâu tắt mặt tối. Còn có biết bao nhiêu người rảnh rang hơn Phật tử nữa, nhưng mà không rảnh rang về cái tâm. Lúc này là đang ở cái sòng bài, bài tứ sắc, đang ở những cái chỗ mà trò chơi, đi du lịch hay hí hửng về những cái sống chết. Tới chừng nó đến kề, đến cái bệnh ung thư rồi, bác sĩ chạy rồi bây giờ mới bắt đầu để ý tới vấn đề sống chết, mới nghĩ tới Phật A Di Đà, mới kêu gọi mà gọi không có tha thiết, không biết cái gì đâu mà tha thiết. Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Tôi hỏi rồi, nếu ai phát tâm trả lời thì thôi, còn không thì tôi chỉ á. Người nào mặc sáng suốt tôi chỉ kêu, còn người nào mặc bơ bơ thì thôi để xin thái. Bây giờ thường thường á, cái vấn đề tu tịnh độ người ta đến hỏi mình đầu tiên á, là mấy ông mấy bà đi Phật thất, đi các tịnh xá, các chùa để làm cái gì? Thì đầu tiên là Phật tử trả lời là tu tịnh độ, tu pháp môn tịnh độ. Người ta hỏi pháp môn tịnh độ để làm cái gì vậy? Giờ mình trả lời sao? Tu pháp môn tịnh độ mục đích nó là để làm cái gì? Thì mình trả lời sao đây? Bây giờ cái cô này nè, không có ai phát tâm, ai phát tâm trả lời nè. Ta hỏi mình đến các Phật thất, các tịnh xá Ngọc Trường hay tịnh xá Ngọc Thành, Ngọc Thanh gì đó, Ngọc gì đó, thì tu Phật thất để làm cái gì? Nói tu pháp môn tịnh độ, nói tu pháp môn tịnh độ mục đích nó để làm cái gì? Tụi mình trả lời sao? Phát tâm vậy thì tôi khỏi chỉ. Nói lớn nha. Môn Phật Bạch Sư, đi tu vô tịnh độ pháp môn niệm Phật để cầu nguyện giảng sanh. Giảng sanh về đâu? Giảng sanh về xứ của Phật, Phật A Di Đà. Nếu mà con còn khó tay. Chứ nói mà cầu giảng sanh là không được đó. Giảng sanh là gì chứ không? Ai định nghĩa chữ giảng sanh được rồi? Mấy cô này cho biết cái giảng sanh là gì, nói cho tôi nghe, cầu giảng sanh cái đó ngưng. Ngưng là không được, giờ đâu có trả lời giảng sanh là cái gì. Tôi tưởng nhiều khi dùng danh từ mà không hiểu cái nghĩa là tôi, giờ dùng là tôi phải biết á. Nó cũng khó. Rồi giảng sanh là gì? Mô Phật Bạch Sư, giảng sanh về cõi Phật, cõi tịnh độ của Phật A Di Đà. Giảng sanh là gì? Giảng là gì? Giảng sanh là không còn sanh tử luân hồi nữa, Ma Sư. Ai trả lời được nè? Giảng sanh là không còn luân hồi sanh tử nữa. Trời ơi, nghe xong mừng quá. Hãy qua xứ Phật A Di Đà là không còn luân hồi sanh tử, khỏi tu khỏi gì hết. Trời ơi, tôi chết rồi chết chỗ cho nên phải qua đó là thành Phật đó. Giờ ai trả lời được con này chưa đúng, chưa rõ lắm. Giờ ai phát tâm trả lời nè? Giờ tôi vô đi kêu người ta trả đi. Giờ trả lời đi, con này là chủ chốt. Không được là hôm nay tôi tỏ pháp. Ai là Phật kính bạch sư, giảng là về sinh là sanh sống, là giảng sanh về cõi Phật A Di Đà để ở đó tiếp tục tu. Giảng là gì, sanh là gì? Giảng là giảng, giảng. giảng là đi về cõi cực lạc, sanh. Giảng là giảng, bất là gì, bất là bất, bất là bất gia, ông nội tôi không biết lại. Sao phiếu cái micro mà khỏi dây, đây chắc vào có khó được gì, tôi cũng không có, như sư Phật tử đây làm được. Tôi thấy cái đó tiện, có dây kéo từng luôn đó. Tôi thấy ở Như Thành nó không có dây, cầm cái này tôi không có sợi dây, nó tiện lắm, đưa tùm lum tới ba cái.
A Di Đà Phật, kính thưa sư, giảng sanh, giảng là đi qua, còn sanh là sống, tức là ta bỏ cái thế giới ta bà này để đi về, đi qua xứ cực lạc của Đức Phật A Di Đà, gọi là giảng sanh. Cho chàng có tay. Giảng là đi qua, còn sanh là sống, đi qua sống một cõi mới thì chưa hẳn là chấm dứt đầu thai đâu. Nghĩa là tôi bỏ cái cõi ta bà dơ giấy này, tôi đi qua sống một cái cõi thanh tịnh hơn để tôi tiếp tục tôi bỏ cõi đời ở ngoài này, tôi giảng sanh qua giáo hội của Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì nói giảng sanh không phải là vô giáo hội Phật Thích Ca là thành Phật đâu. Trời ơi, tôi tốt ngồi thì tốt, nhưng ở đó đủ điều kiện cho tôi thành Phật, còn ở ngoài không đủ điều kiện. Nào là bổn phận, làm cha, làm vợ, làm chồng, làm con, làm cháu, bổn phận đối với xã hội, bổn phận đối với quốc gia. Còn người tu là không có bổn phận, có bổn phận tất cả. Đối với ai cũng là cha mẹ mình hết. Tất cả chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của chúng ta. Thành cái bổn phận nó rộng lớn vô cùng, nó không có một cái bổn phận riêng. Thành ra giảng sanh về cõi Phật, có thể giảng sanh về cõi trời, có thể giảng sanh về địa ngục. Tôi không sống ở cõi người, tôi làm ác quá, tôi đi qua sống ở cõi địa ngục ngạ quỷ, có không? Thì cũng là giảng sanh, đi qua sống một cõi mới. Mà cõi mới là cõi thấp hơn cõi này thì cũng là giảng sanh. Mà cõi trời cũng là giảng sanh, nhưng mà ta thường dùng cho cõi Phật. Nên là hãy giảng sanh là phải đi lên chứ không có ai đi xuống. Dạy giờ đi xuống, đi xuống là cái nghiệp lực nó kéo. Còn giảng sanh là mình có ý chí, tức là mình phải là người với trời lực giới, tức là phải lập nhị thiền, có cái định lực mạnh thì mới cảm A Di Đà. Chứ thật sự quả thánh thứ ba cũng không thể qua cõi Phật A Di Đà được nếu không có phát nguyện. Chúng ta nên nhớ cõi Phật không phải là cõi này, nó không giống như cõi chúng ta. Cõi này là cõi nhân quả khác thời, còn cõi A Di Đà là nhân quả đồng thời. Cõi A Di Đà là cõi vô lượng vô biên, cõi này là cõi hữu lượng hữu biên. Cõi A Di Đà là cõi xuyên suốt, cõi này là cõi chướng ngại. Cõi A Di Đà là cõi chưa có không gian, hay đúng là không gian bị quá giải vào thời gian. Cõi này là cõi không gian và thời gian tương ưng. Cõi này là cõi có nhận thức đối với đối tượng nhận thức, còn cõi A Di Đà có nhận thức mà không có đối tượng, nghĩa là có tất cả các đối tượng. Đại khái như vậy hiểu không? Cõi này hãy có hình thì có bóng, có hình có tướng. Cõi A Di Đà có hình mà không có tướng. Cõi này có quá khứ, hiện tại, vị lai. Cõi A Di Đà không có quá khứ, không có vị lai, mà chỉ có cái hiện tiền thôi. Nhiều lắm, nhưng mà tôi nói đại khái để cho Phật tử thấy. Thành ra một người đắc quả bất lai thánh thứ ba, nếu không có cái sự tiếp dẫn A Di Đà là không thể giảng sanh về cõi Phật A Di Đà được. Chỉ có mình A La Hán thôi là có thể giảng sanh được. Còn nói về người trời làm sao giảng sanh, thì phải nhờ sự tiếp dẫn A Di Đà. Thành ra mới có hướng. Cái hướng là để cho cõi quý độ thôi, chứ cõi tịnh độ A Di Đà là không có hướng. Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Bắc, mười phương đều có A Di Đà hết, có cõi Phật A Di Đà hết. Cõi đó mà giờ sanh giờ tỷ 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 cũng không bao giờ đầy. Còn cõi này nhân mãi. Chúng ta phải nhớ hai cái nó rất là khác nhau. Tôi nói đại khái thôi, còn để đi sâu vào di thức chúng ta sẽ hiểu rành hơn. Thì lâu lâu tôi mới là đi sâu một chút với giảng sanh đó, thì chư Phật tử nói hoài không biết, không biết. Nhớ nha, đó là chữ Hán, giảng là qua, nào sanh là sống, qua sống một cái cõi mới. Cõi mới đây là cõi cực lạc của Phật A Di Đà mà chúng ta không thể qua đó được nếu không có sự tiếp dẫn của Phật lực A Di Đà. Cõi đó là cõi phát hiện, nghĩa là chúng ta vừa nhắm mắt co tay giữ tay là đến rồi. Còn nếu nó có không gian, mấy ông bà đi nhá, 10.000 năm bây giờ cũng chưa tới, nó không có không gian, nó chỉ là một sự phát hiện. Phát hiện nó khác với cái vấn đề đi để đến. Thì là cõi A Di Đà không phải đi để mà đến, mà là Phật lực A Di Đà phát hiện cho mình thấy nó ngay đây, bây giờ tại đây. Nhưng mà dưới con mắt thịt mình không thấy,
Cũng như bây giờ nước thì mình thấy là nước, chứ mình không thấy nó là oxy hydro được. Nhưng mà nhờ một cái tha lực, nhờ một cái chữ hóa học thì có thể mình thấy nó là oxy hydro. Nhờ cái tha lực có thể thấy nó là điện tử. Rồi nếu ra khỏi cái phòng đó mình trở lại thì nước vẫn là nước. Cái đó gọi là cái tha lực. Thành ra tha lực thì mình phải nhất niệm. Mà nhất niệm thì phải có hướng để chúng ta cảm, thì Phật A Di Đà mới ứng được. Cảm tức là chúng ta năng nghĩ tha thiết, thì Ngài mới có một sự ứng hiện cho mình được. Cũng như mà sắc vậy, phải biến thành sắc thì nam châm nó mới hút được. Thì cái lỗi mà nam châm không, nam châm thì luôn luôn hút sắc, dầu là sắc tròn, sắc vuông, sắc méo, sắc dày, sắc mỏng, nam châm đều hút hết. Nhưng mà nếu là chìm phao thì nam châm không hút được. Thì cái đó lỗi không phải ở nam châm. Thì cái lực A Di Đà cũng vậy, ai mà tha thiết mà yêu cầu Ngài, cảm Ngài thì Ngài sẽ ứng hiện, tiếp dẫn về, không bỏ một chút sanh nào hết. Dầu đó là nam nữ, dầu đó là cỏ cây, dầu đó là heo, chó, gà, vịt. Nhưng đã nhất niệm rồi mà có thất nguyện thì dầu gà, vịt, heo, chó vẫn giảng sanh như thường. Còn nếu chúng ta là con người mà có phát nguyện mà không tha thiết, không giảng sanh, hay là không có phát nguyện, thì có nói lỗi không nè? Thì chư Phật tử hiểu rồi hả? Thì giờ nhớ ai hỏi mà niệm Phật, ai niệm đi vào Phật thất, đi vào tịnh xá chùa chiền để tu pháp môn gì, thì mình xin xưa tu pháp môn tịnh độ. Hỏi tu pháp môn tịnh độ để làm cái gì? Để tôi giảng sanh về khỏi Phật A Di Đà. Chứ còn khỏi Phật là nhiều khỏi lắm đó. Khỏi Phật dược sư cũng là tịnh độ nè. Khỏi Phật đại thông chí thắng cũng là tịnh độ, vô số tịnh độ. Mà tịnh độ nào cũng vô lượng vô biên hết, nhưng mà khác nhau chỗ nào? Khác nhau ở cái tần số. Có cõi Phật có 6 lời nguyện thôi, cõi Phật 12, cõi Phật 18, cõi Phật 24, cõi Phật 30, cõi Phật 36, cõi A Di Đà tới 48. Mà lời nguyện càng nhiều chừng nào thì cái sự tu của các ngài càng lâu chừng ấy, mà lâu chừng nào thì cái cõi nó càng rực rỡ chừng ấy. Thành ra A Di Đà của chúng ta phải tu tới 5 A Tăng Tỳ Kiếp. Mà một A Tăng Tỳ Kiếp đó là một tiểu kiếp là 16 triệu 800 ngàn năm theo trong kinh tiểu kiếp đó. Nhân cho 1.000 lần nữa là trung kiếp. 16 triệu 800 ngàn năm nhân 1.000 lần một trung kiếp, một trung kiếp nhân 1.000 lần nữa thì mới là một A Tăng Kỳ. A Tăng Kỳ chúng ta kêu là đại kiếp. Mà nhân cho 5 lần như vậy nữa thì A Di Đà mới thành Phật. Thì chúng ta thấy ngày cực như thế nào, hàng tỷ tỷ năm. Nhưng mà đối đạo Phật tỷ tỷ năm so với cõi người á, còn cõi trời mà hàng tỷ tỷ năm như vậy đó có mấy triệu năm thôi. Còn cõi trời vô sắc giới thì có mấy ngàn năm thôi. Còn đối với là lắc quả thì hàng tỷ tỷ năm đó thì chỉ trong một sắc na thôi. Thành ra cái thời gian đó là cái sự đi thôi. Cũng như chúng ta thấy con mũi theo Phật học nói sống có 7 ngày. Thì 7 ngày con mũi đó tương đương với 700 năm của mình. Thành ra cái cõi trời đâu xuất của Phật Di Lặc đó thì ông vô trước, ông nhập định, ông lên trên đó. Nghe một bài pháp xong, một ngày một đêm trên đó xuống như này là 4 năm. Một ngày trên cõi trời đâu xuất bằng với trần thế mình 4 năm. Thì chúng ta thấy cái thời gian nó không có nói được. Không có nói được. Thời gian tâm lý là cái thời gian nó rất phức tạp. Thì thôi giờ chúng ta trở lại, chúng ta đi sâu một chút nữa. Thì tu niệm Phật để cầu giảng sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Chứ không trả lời với cô gái là giảng sanh cái người nữa đâu. Giảng sanh gì đâu? Nó giảng sanh về cõi Phật, Phật nào cũng được. Nó phải rõ ràng mới được. Phải giảng sanh về cõi Phật là Phật A Di Đà. Rồi bây giờ Phật A Di Đà ở đâu? Nếu người ta hỏi vậy giờ cô nói giảng sanh rồi thì không chỉ đâu, tôi làm sao về? Hỏi cô đi đâu rồi? Tôi đi sinh sáng Ngọc Trường. Sinh sáng Ngọc Trường ở đâu ha? Không biết à. Không biết là đi đâu. Lên cái xe ông ta ôm, nó hỏi sinh sáng Ngọc Trường đâu, tôi không biết à. Ông cứ chở tôi tới đó mà tôi không biết ở đâu. Thì ông nhậu cái gì không biết mình đi đâu. Mình đi xuống Cà Mau, xuống Sài Lên Sài Gòn cho mình chết vô đi. Mình phải biết ở đâu, đoạn đường bao nhiêu, đối chừng bao nhiêu cây số, nó qua bao nhiêu con lộ. Thì ở đây cũng vậy. Cái thứ hai là Phật, hỏi Phật A Di Đà ở đâu? Ai trả lời được?
Cái này dễ quá bạn, nhìn bà lão. Bà lão phía sau rồi bà đưa tay. Hỏi Phật, hỏi Phổ Phật A Di Đà. A Di Đà Phật, dạ thưa, hỏi Phật A Di Đà ở hướng Tây, hướng mặt trời lặn, các người muốn hứa cõi. Nô Phật cho chồng có con. Trả lời cho đúng và cho rõ nha. Thì cái thứ nhất thì là tôi có ngôn tịnh độ là mong cầu giảng sanh về khỏi Phật A Di Đà. Khỏi Phật A Di Đà ở đâu thì ở về hướng Tây, hướng mặt trời là cách đây 10 ức rồi. Nên nhớ ha, thành ra cái này là cái thứ nhất niệm, chứ không phải như vậy là giảng sanh về khỏi Phật A Di Đà đâu, không có giảng sanh được đâu. Nhưng mà do cái nguyện mình A Di Đà mới tiếp dẫn, cái này là để cho mình cảm, cảm cho cái tâm từ của Ngài, mình tha thiết thì Ngài mới hiện ra, Ngài tiếp dẫn. Chứ mình không có thể qua cõi Phật A Di Đà, bởi vì hai cái cõi nó khác nhau. Một cái cõi mình có không gian, thời gian tương ứng, cõi kia không có không gian, mà làm sao mà mình về được. Có không gian thì mới có đi, có đến. Chẳng hạn như tôi từ tỉnh xá đi đến tỉnh xá Ngọc Trường là có không gian, tôi đi 5 phút, 10 phút, nửa tiếng mới đến. Còn bây giờ cái ví dụ đài phát thanh của Trà Vinh với đài phát thanh ở Sài Gòn hoặc Sanh Mỹ giờ nó ở trên không gian này, thì tôi làm sao đi mới đến được. Tôi chỉ nhận nút một cái nó hiểu rồi. Mà nếu tôi nhận nút đài Trà Vinh, nhận nút đài Mỹ, đài Nga, tôi nhận nút một lượt hết thì ba cái đài này đều phát hiện một lượt hết, không có đi, không có đến, mà chỉ là sự phát hiện. Thì A Di Đà cũng vậy, khi mình cảm Ngài rồi, Ngài nhận nút một cái là mình thấy Phật, gọi Phật A Di Đà ở trước mắt mình. Chứ Phật phải hiểu không? Tạm hiểu trước ha, hai cái nó khác. Còn ở đây đi qua Mỹ thì phải đi mấy ngày, nếu đi bộ thì mấy tháng trời, mấy năm. Còn đi máy bay phản lực thì dài cuộc tiếng. Còn nếu cái đài Mỹ thì không có tiếng nào, chỉ nhận cái nút đúng tần số là nó hiện liền. Còn cái đài Trà Vinh này tôi chỉ nhận đúng tần số là thì nó cũng hiện liền, nó hiện lượt cái đài Mỹ thôi. Bởi vì nó không có không gian, nó ở trên này mà chỉ nó chỉ hiện xuống thôi. Nên thì tạm hiểu ha, nó cũng không đúng lắm, nhưng mà mình có thể hiểu được. Thành ra cái vấn đề giảng sanh là vấn đề tiếp dẫn qua Di Đà, chứ tự lực chúng ta là không giảng sanh được. Nhưng mà tự lực phải nhất niệm và phát nguyện. Hai cái này là cái căn bản của người tu của chúng ta, của người non nớt chúng ta. Một sự tha thiết yêu cầu thì đó là phát nguyện. Mà yêu cầu mà nếu không nhất niệm là không có tha thiết. Như thế nào là nhất niệm thì chút xíu nó tới, nên là nhất niệm gì được. Đa số là không hiểu làm đâu, nó lộn xộn hoài. Có khi mình tính là nhất niệm là thật thì không có nhất niệm. Thành ra mình tu tới giai đoạn nào cũng biết mình nhất niệm, mới giai đoạn nào mới biết mình chắc chắn giảng sanh. Thì cái đó mình phải làm cho qua. Còn nếu lỡ không giảng sanh, mình cũng có thể giảng sanh được, nếu mình có đi nghe Pháp. Đó là những điều quan trọng của pháp lý. Bây giờ chúng ta tiếp ha. Thì cái thứ nhất là nếu tu niệm Phật, cái mục đích là để giảng sanh về khỏi Phật A Di Đà. Cái thứ hai, cõi Phật A Di Đà ở đâu thì xin thưa rằng ở hướng Tây, hướng mặt trời lặn, cách đây nguồn muôn ức cõi. Rồi vậy người ta hỏi tiếp hay là nói hay không, nói căn bản lắm đó. Rồi sau khi chết được cái gì về đó, phải cái xác thân này về đó không? Còn nếu không phải xác thân thì cái gì về? Và cái đó hiện giờ nó ở đâu? Và cái này cái rắc rối à? Chính là cô Phật tử trong cái cốt tối mỗi người đó. Có người nói chết rồi hết thì đâu có giảng sanh chứ, khỏi niệm Phật, khỏi tu gì hết. Nếu chết hết rồi thì đâu còn cái gì nữa mà giảng sanh. Còn nếu nói cái xác thân này về đó thì nó chết rồi thành đất nước nữa chứ không? Như vậy cho còn lại cái gì để giảng sanh? Mà cái đó bây giờ nó ở đâu? Nhưng cái này là cái quan trọng vô cùng ngay bây giờ này. Chứ Phật tử mới nắm được nó rồi sau khi chết mới điều khiển nó về hướng mặt trời bằng. Và phải luôn luôn thầm nghĩ, nhớ, nguyện A Di Đà tiếp dẫn con. Thì bảo đảm thôi. Bảo đảm thôi. Còn bây giờ không biết nhớ dở có nguyện niệm Phật là niệm là cầu A Di Đà tiếp dẫn thôi. Niệm theo cách là chờ chết bãi xuống. Để đi đâu đi anh, tôi giao hết cho A Di Đà. Giao cái gì? Mình phải có sự hiểu biết chứ. Mình không nhất niệm A Di Đà tiếp nhận được hết. Lỗi, tại sao A Di Đà không tiếp nhận con? Mình không chỉ nhất niệm mà làm sao tiếp nhận mình cả ngàn nó ứng được. Mình là sắc, là mình là trì, là tao, là kiếp, mình không biết làm sắc, rồi biết làm sắc này.
Ngài giúp đỡ mình được. Thành ra chưa được hỏi nắm những cái câu càng ngày càng sâu, tức tôi hỏi tới càng khó nữa đấy. Câu thứ nhất, thứ nhì thì vậy, câu thứ ba là bắt đầu căng lại. Như vậy thì cái gì giảng sanh về khỏi Phật, ai trả lời được cái này đi sâu à? Cái này là phải mấy tay gọi cậu à? Coi như xưa người nào cô nào có hào quang mà tôi kêu hòa cô trả lời cho kéo mà không kéo coi chừng nó đâu tốt á. Tôi cái máy tôi mới nghe, cái lỗ tai tôi bây giờ nó làm được. Bạch sư, theo con thì khi mà mình vãng sanh nó thì cái thần thức của mình nó sẽ vãng sanh về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thần thức ở đâu? Dạ, thần thức nó ngay trong cái bản thân của mình. Thần ở đâu? Ở đầu, ở mắt, ở tai, ở tim, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, chỗ nào? Dạ, ở tâm. Ở tâm, tâm là cái tim hả? Không, tâm là trong cái lòng mình luôn. Ở lòng mình. Cái lòng là cái nào, cái bụng hay là cái tim hay là cái gan hay là cái phèo hay là cái phổi, tôi chỉ cho rõ cho nên là tôi biết cái bụng là chỗ nào. Tâm ở thay văn thì ở đâu? Tâm là nó bàn bạc ở trong cái thân mình đó. Bàn bạc ở trong thân tôi, ngoài thân tôi có tâm không? Dạ có. Vậy là bàn bạc ở trong không gian. Nó trong không gian nó bò lớn nó giống cô vậy không? Trời. Nó giống như cô vậy không? Nó vuông hay nó tròn hay nó xanh hay nó đỏ? Dạ nó bàn bạc trong hư không đó, cho nên nó không có hình tướng. Nó không có hình tướng. Mình làm sao biết tới nó? Dạ theo con thì khi mình nó phát khởi khi mà nó hiện qua sáu căn của mình. Sáu căn là cái gì? Dạ, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nó hiện sao đâu, cô chỉ cách nó hiểu cho tôi nghe mà. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì lúc đó là cái phần mình nó hiện là. Nó hiện sao? Nó sẽ ví dụ như mắt con thấy cái hồn hình tướng hồ cái bông hoa gì đó thì lúc đó cái mắt của con nó sẽ hiệp tới cái nhìn của con, nó sẽ thấy cái biết là cái đó là cái chỗ cái vật của con nhìn thấy là bông hoa vậy đó. Rồi cái mũi con ví dụ ngửi được mùi thơm thì lúc đó con sẽ thấy cái biết về mùi thơm, hương thơm của cái hoa đó. Và khi con nghe tiếng chim rồi cái tai của con á, thì nhĩ căn á nó sẽ nghe được cái tiếng âm thanh của chim hót, thì lúc đó con sẽ biết về cái âm thanh của loài chim hót. Thôi tại được, tôi tại đi. Bây giờ ai giải thích lại cho rành nữa, giảng được đó nhưng mà không rành nữa, nói cho rõ hơn nữa. Tóm cho nó gọn, cho nó rõ để chúng ta nắng tự. Tôi đã có giảng trong tóm ở trong cái bài sáu bài. Có thêm. Nói ai cũng được, không bắt bỏ gì. Kêu cổ rồi cổ, cổ được cổ đau. Thì ai phát tâm thôi. Tôi nghi cô chứ, tôi em nặng tay rồi nè. Sao gắn lại kiếm sao tôi nghi cô phải dây. Cô hiệp tay từ hay quá, chứ tôi này bị giỏi. Tôi làm được cái gì cũng không làm được đó. Nó dây kéo nó mà kéo tạo chuyện nó đồ tốt á. Anh em Phật kính thật sư, linh hồn của chúng ta nó bằng bạc khắp trong không gian. Chính cái linh hồn này nó giảng sanh về xứ cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Khi còn sống thì nó biểu hiện qua sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó là cho chúng ta có một cái biết. Và cái linh hồn này nó mới giảng sanh về xứ cực lạc của Phật A Di Đà. Hết chưa? Để cho anh chàng bóp tay đi chưa? Được, nói được cái chỗ là chưa là lắm. Thôi được rồi. Bây giờ tôi giảng nha, sao nhớ giảng cho nó rành. Nó nắm cho nó vững, có giảng vậy là được đó. Nhưng mà chưa có rõ lắm. Cái linh hồn của chúng ta đó thì nó không phải là xác thân. Mà chúng ta thường học cái bài kinh số 6, nó là ai là gia thức hay là thần thức hay là linh hồn.
nhưng mà linh hồn của ngoại đạo người ta nói là cái gì cố định nhập vô xuất ra thì đạo Phật không có chấp nhận cái đó. Mà linh hồn là một cái gì đứng lặng và chuyển biến. Chúng ta nhìn cái biển nha, chúng ta thấy có cái dòng nước biển. Dòng nước biển thì đứng lặng mà trôi chảy hoài không bao giờ ngừng. Thì nói tôi tượng trưng cho linh hồn, chúng ta tạm hiểu là chứ không phải sự thật là vậy. Cái thí dụ là mình được cái ý mình nuôi cái lợi ha. Thì chúng ta lợi cái biển hay cái dòng sông, chúng ta thấy cái nước sông nó chảy mãi, mà nó chỉ có hình cái dòng nước biển thôi. Khi nào có cái gió bắc không tham sân si nổi lên thì bắt đầu cái dòng nước biển này có sóng. Sống người ta, sống con chó, sống con trâu, sống nhà, sống cảnh xá, có hình, có tướng luôn. Đó là thế giới quý độ tôi nói hồi nãy. Còn thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà là cái dòng nước biển có hình mà chưa có tướng, một thế giới xuyên suốt. Thì từ thế giới xuyên suốt này có tham lam, sân giận, si mê bắt đầu mới có con người chúng ta vô một cái niệm bất giác như là vô luôn. Thì sau khi mình chết rồi đó, tức là cái lượng sống này bắt đầu chấm dứt. Nó sanh, rồi nó già, rồi nó hoại, rồi nó tiêu. Sanh, già, nó bệnh, rồi nó chết. Thì cái lượng sống sau khi nó lên bắt đầu sanh ra đó thì tất nhiên mình sống 80 tuổi chẳng hạn, lên tới 80 bắt đầu đi xuống, bệnh hoạn rồi tắt hết cái lượng sống này. Nhưng mà cái dòng nước biển vẫn còn tiếp tục, do những cái chất liệu mình tạo trong kiếp này của mình nó còn lại, cái sự ham muốn đó. Mà nếu mà ham muốn điều thiện thì mình có chất liệu thiện, thì cái chất liệu này sẽ tạo thêm cái lượng sống mới. Tức là cái tham mà tham thiện, tham sân si, mà tham sân si thiện có hai thứ tham. Một cái thứ tham ác là sa đọa, một cái thứ tham thiện là tiến hóa. Thì nếu tham thiện thì chúng ta sẽ mang hình tướng người, trời dục giới, sắc giới, vô sắc, do sự tu tập và sự quán xét của mình. Thì những cái tham thiện nó bắt đầu tạo một cái hình tướng cõi trời, di tế có hào quang sống hàng triệu hàng tỷ năm. Còn nếu cái tham ác thì sẽ tạo cái lượng sống súc sanh, chó, heo, gà, vịt, cái tuổi thọ chừng dài chục năm. Tất cả đều do chúng ta, không có ai dòm đó. Vậy thì sau khi chết rồi đó thì chúng ta thấy sắc thân hoại, các cảm giác hoại, bị sắc thân nương vào mắt tay mũi lưỡi, mắt tay mũi lưỡi chết rồi. Còn cảm giác nương vào dây thần kinh, thị giác, thính giác, xúc giác nó cũng đứt, gián đoạn luôn. Còn cái tư tưởng nương vào cái óc mà cái óc tiêu, gián đoạn luôn. Còn có cái ý chí mà chúng ta kêu là nghiệp, nó mong cầu sống nữa. Thì nếu còn cái ý chí này là còn mà sang ba sắc thân mới, là cái ý chí mình thường kêu là nghiệp, kêu là hành vững, kêu là sự khát ái, sự mong cầu. Cái mong cầu này nếu mong cầu về cõi Phật thì ngon, cái ý chí này đó. Còn nếu mong cầu để mang sắc thân mới để thỏa mãn cái nguyện dục này, sắc thân hương vị xuất phát, sắc tài với lợi ăn uống ngủ nghỉ, thì chúng ta sẽ mang sắc thân mới, nó cũng là giảng sanh đó. Thành ra còn những cái ý chí và cái dòng ai lại ra, tức là cái dòng nước. Vậy thì dòng nước ở đâu? Nó không ở đâu hết, nó bàn bạc trên toàn thể không gian này. Cũng như mấy ông bà thấy cái quạt mái, quạt cái đèn, thì chúng ta thấy mở cái công tắc cái, công tắc cái là nó cháy, nó phát ra ánh sáng. Ánh sáng này ở đâu? Thì chúng ta nói ở bóng đèn thì cũng đúng mà không đúng lắm, mà phải nói là ở nó cái dòng điện. Dòng điện là tránh, hỏi dòng điện ở đâu? Dòng điện nó không ở đâu, nó bao lớn, nó màu sắc như thế nào? Thì dòng điện không có màu sắc, nó bàn bạc trên không gian. Khi mà chạy cái máy rồi nó mới rút cái dòng điện này vô trong cái sợi dây. Sợi dây mới nằm toàn thể trong bóng đèn. Khi bóng đèn đứt rồi, cái luồng điện vẫn còn trong đó. Tôi làm sao là biết có điện? Khi mở ra có ánh sáng thì tôi biết là có điện. Khi đứt vô bạc máy nó quay, tôi biết là có điện. Khi đứt vô bạc mũi nó cháy, nó nóng, tôi biết là có điện. Nhưng mà sức nóng bằng mũi cái ánh sáng bóng đèn của bạn máy quay không phải là điện, mà là cái diệu dụng của điện. Hiểu không?
Thành ra khi tôi đúc cái linh hồn qua con mắt đó thì nó cho cái thấy, khi đúc cái linh hồn qua lỗ tai nó cho cái nghe, khi đúc cái linh hồn qua cái lỗ mũi nó cho cái ngửi, khi đúc cái linh hồn qua cái miệng nó cho cái nói, khi đúc cái linh hồn thể nhập vô cái sắc thân nó cho cái đi. Nhưng mà tất cả có một cái luồng điện linh hồn thôi, nhưng mà nó có nhiều cái diệu dụng. Thấy, nghe, hưởng, nếm, rờ, tưởng là cái dụng của linh hồn chứ không phải là linh hồn. Cái dụng nó khác, cái linh hồn có một, cái dụng tới 6, 7, 8, cả ngàn thứ là. Nhưng mà cái linh hồn có một, cái linh hồn luồng điện có một thôi, mà cái diệu dụng nó rất nhiều. Hiểu không? Ở bụng nó ngáo rồi đó, cái bụng bơ là tôi biết là mệt rồi đó. Thì tôi nào tôi giảng là nhiều lần, sau thì tới tôi giảng nữa rồi. Thế mà mới cái nhất cái gì thì khoái lắm, đưa tay là dài dài, tới cái ba thứ tư là bắt đầu đúng bạn. Nó cái linh hồn là có, mà linh hồn có mấy ông mấy bà đó, chứ không phải linh hồn của con, mỗi người đều có linh hồn đó. Nhưng mà nếu chúng ta tu định lực mạnh, nó cái linh hồn nó tỏa ra xa. Còn định lực yếu, linh hồn nó gần xịt. Cũng như cái làn sóng đó, làn sóng của đài trà tim thì nó gần sụt. Nó dài trăm vài ngàn cây số, còn làn sóng của Mỹ hay của Anh rồi thì nó xa. Tại vì cái định lực nó mạnh. Thì mình cũng vậy, nếu mình tu sơ thiền thì yếu, tới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tự do dẫn, tự do dẫn sao?